Thưa quý vị, thưa bà con, với chủ trương phát triển nông nghiệp đô thị một cách bền vững, hiện nay thì thành phố Hồ Chí Minh là đơn vị đi đầu trong việc xây dựng các mô hình chiếm ít diện tích nhưng vẫn tạo ra được những sản phẩm sạch và chất lượng. Khoảng 3 năm trở lại đây thì phương pháp canh tác nông nghiệp không cần đất đã trở thành xu hướng của nền nông nghiệp xanh trong lòng thành phố. Các loại hình canh tác đất phổ biến hiện nay như là thủy canh hay là khí canh, và trong đó thì có mô hình rau khí canh trụ đứng đang thu hút rất nhiều người nông dân ở thành phố Hồ Chí Minh đầu tư để phát triển sản xuất. Chỉ cần một hệ thống với 6 ống như thế này, anh Nguyễn Minh Phương ở quận Bình Tân có thể trồng được nhiều loại rau khác nhau. Một năm qua, trên gần 2 mét vuông đất trồng rau theo mô hình khí canh trụ đứng, gia đình anh luôn có rau sạch ăn mỗi ngày. Hợp túi tiền của hộ gia đình. Cái thứ hai nữa là mình khi mà mình mua ở rau ở ngoài á, mình không an tâm, có thể người ta dùng thuốc trừ sâu hay là cái những cái hóa chất gì mình không rõ nữa, mình dùng cái loại máy này, cây cải của mình nó tốt và nó không có những cái thuốc đó bảo vệ thực vật mà ảnh hưởng đến sức khỏe của gia đình á, thì mình dùng rất là tiện. Theo người dân, diện tích nhỏ nhất có thể trồng rau khí canh trụ đứng là 0,3 mét vuông. Nhưng hiệu quả khi sử dụng bằng với 5 mét vuông trồng rau ngoài đất. Với phương pháp này, hệ thống trồng rau được tích hợp với máy bơm nước. Khi trồng, nhà vườn không sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, chỉ cần bón phân hữu cơ. Các túi phân hữu cơ được đặt sẵn dưới trụ, khi cần hệ thống sẽ phun nước hòa tan chất dinh dưỡng, cung cấp cho cây. Khí canh là cái rễ cây nó nằm hầu hết thời gian trong không khí. Thì khi cần nước hoặc là dinh dưỡng thì là sẽ được hệ thống máy phun dinh dưỡng qua cái rễ này, thì trong cái lúc đó thì rễ cây sẽ trao đổi ong và hút các dinh dưỡng cần thiết. Rễ cây khi phơi trong không khí sẽ hút oxy tốt hơn, không bị ảnh hưởng bởi mầm bệnh trong đất. Cây chỉ cần khoảng 60% thời gian để sinh trưởng. Theo các nhà khoa học, trồng rau khí canh trụ đứng rất phù hợp với không gian nhỏ hẹp của ban công, cũng có thể lắp đặt ở các vách tường, trên lan can hay tường rào. Thành phố thì thường là bị bức xạ nhiệt của bởi bê tông hóa nhiều quá. Còn môi trường khí canh này thì với cái điều kiện canh tác này thì người dân dễ thực hiện, miễn là anh có chỉ cần có một cái khoảng trống ở sân thượng hoặc là ở nhà dưới sân nhà thì người ta có thể trồng được. Và tùy loại rau thì nó chỉ thích hợp với rau ăn lá thì ta sẽ chọn những loại rau ăn lá nào cho nó thích hợp. Nhưng mà phải nói là đây là một cái mô hình mà rất phù hợp với nông nghiệp đô thị. Hiện nay, tại thành phố Hồ Chí Minh có hơn 1.000 hộ gia đình hay trường học sử dụng hệ thống rau khí canh trụ đứng để trồng rau ăn lá, rau ăn quả hay hoa kiểng. Song song với việc khuyến khích phát triển các mô hình phù hợp với nông nghiệp đô thị, thành phố Hồ Chí Minh cũng đã triển khai nhiều chính sách nhằm hỗ trợ các đơn vị đầu tư trang thiết bị hiện đại trong việc phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Dạ vâng, xin được hỏi chuyên gia Đinh Văn Thành ạ, là với cái mô hình trồng rau khí canh trụ đứng khi mà phát triển với cái quy mô lớn thì sẽ gặp phải những cái khó khăn gì ạ? Vâng, theo tôi thì cái mô hình thâm canh khí canh trụ đứng ấy thì nó có hai cái khó khăn mà các hộ gia đình phải giải quyết. Một là cái mô hình này thì hầu như là chúng ta không tự chế lại được, tôi không tự làm cái mô hình này, làm được cái dụng cụ này được, mà hoàn toàn là phải mua thì tất nhiên là đầu tư ban đầu sẽ phải cao hơn so với lại những cái biện pháp khác. Ví dụ như là cái trồng mà trồng trong giá thể, trong hộp xốp ấy, rau mà trồng trong hộp xốp ở trên sân thượng ấy, thì rõ ràng là cái đó là mình có thể tận dụng được những cái gì rất là rẻ tiền, chỉ có là mất công là ủ phân hữu cơ rồi bón vào cái hộp xốp đấy. Nhưng cái mô hình này thì rõ ràng không có thể là tận dụng những cái dụng cụ như vậy ở trong ấy để mà mua, mà hoàn toàn phải được mua, được trang bị ngay từ đầu, phải có vốn và có cái tập huấn ngay từ đầu. Cái thứ hai nữa ấy, là cái mô hình này nó vẫn đòi hỏi một cái là cái không gian, tức là phải có, mà trong cái điều kiện mà ở thành phố ấy, không phải nhà nào cũng để được một cái không gian đâu, bởi vì còn phải lợp mái lên rồi còn dùng cái chỗ diện tích để phơi phóng quần áo rồi nọ kia, để máy giặt nọ kia, chứ không phải là ai cũng để cả một cái đoạn sân thượng để mà có thể trồng khí canh được đâu. Hoặc là để sân dưới đất, muốn ở trên sân thượng hay dưới đất thì cũng phải có một cái khoảng không gian để mà có ánh sáng vào. Thì như vậy thì nó có hai cái khó khăn như vậy để mà phát triển cái này. Tuy nhiên là ở trong cái điều kiện thành phố thì vẫn cũng là một cái biện pháp canh tác để mà
có thể giới thiệu cho những cái khu vực thành phố mà không có một tí đất nào thì vẫn có giải quyết được cho cái rau xanh cho cái quy mô hộ gia đình. Dạ vâng, xin được cảm ơn chuyên gia với những phân tích vừa rồi. Và bây giờ thì chương trình xin được tiếp tục với phần tư vấn của các chuyên gia cho những câu hỏi mà bà con đã gửi về. Một câu hỏi liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi thú y chúng tôi vừa tiếp nhận của khán giả có tên là Lê Cường với số điện thoại là 0382, ba số cuối là 030 ở tại Cam Ranh, Khánh Hòa. Heo nái của gia đình khán giả thì đã mang thai lứa đầu được 3 tháng rồi và heo thì có hiện tượng là yếu sức, thở khó, thở từng cơn, chảy rãi, chân yếu. Ngoài ra không có hiện tượng nào khác nữa. Xin hỏi nguyên nhân và cách xử lý trong trường hợp này ra sao ạ, thưa chuyên gia Phạm Ngọc Thạch ạ? Vâng, thưa anh Cường, với cái biểu hiện trên thì theo chúng tôi heo nái của anh em bị mắc bệnh viêm phổi màng phổi. Để khắc phục hiện tượng trên thì anh cần thực hiện một cái phác đồ điều trị như sau. Thuốc thứ nhất là thuốc trợ sức trợ lực và nâng cao sức đề kháng như vitamin C kết hợp B1 kết hợp với caffeine và kết hợp với urotropin tiêm cho heo ngày 2 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng catosan tiêm cho heo ngày 1 lần, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, đặc biệt là sự phối hợp kháng sinh để điều trị. Và cái kháng sinh ở đây phải dùng kháng sinh có cái hoạt phổ rộng và ít bị vi khuẩn kháng lại, đó là răng ta misin hoặc là răng ta tilo hoặc là răng ta tilan hoặc là amoxicillin hoặc là lancospet, một trong 4 các loại thuốc này tác động vào buổi sáng, hay nói cách khác tiêm cho lợn vào buổi sáng, liều lượng theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và buổi chiều dùng những chế phẩm có Septifur, ví dụ như là Biosep hoặc là Septi 1000 tiêm cho lợn theo chỉ dẫn trên bao bì sản phẩm, và dùng điện giải glucocase thảo dược kết hợp với multivit C tức là vitamin tổng hợp và kết hợp với cảm cúm cũng như là thuốc giải độc cẩn thận. Những thuốc này hòa với nước cho lợn uống tự do, đồng thời dùng men tiêu hóa trộn vào khẩu phần ăn, có tác dụng tăng cường quá trình tiêu hóa hấp thu nhưng cũng có tác dụng kích thích cái tính thèm ăn để làm cho lợn nhanh chóng được hồi phục. Xin được đến với câu hỏi của khán giả Lê Văn Thiệu, số điện thoại là 0984, ba số cuối là 338 ở tại Hoàng Hóa, Thanh Hóa. Quanh bưởi diễn của gia đình khán giả bị sâu vẽ bùa dẫn đến xoăn lá, lá thì già. Với những cái lá già thì lại có đốm màu nâu và lá kém phát triển, bị khoảng 1 tháng nay rồi và khán giả đã sử dụng thuốc đặc trị bệnh khô vằn. Xin hỏi nguyên nhân và cách xử lý hiệu quả nhất trong trường hợp này ra sao ạ, thưa chuyên gia Đinh Văn Thành ạ? Vâng, thưa anh Thiệu và thưa bà con. Cái hiện tượng mà cây bưởi diễn bị sâu vẽ bùa làm xoăn lá đấy, và cái lá già thì có cái đốm nâu. Đốm nâu thì đấy là cái xoăn lá và cây ấy thì do cái con vẽ bùa thì rõ rồi. Nhưng còn cái đốm nâu ở lá già đấy là cây bị cái bệnh vi khuẩn nó gây hại. Thế và ở giai đoạn mà 3 năm đầu trong cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, tất cả các cái cây vườn cây có múi đều bị hai cái triệu chứng như thế này. Một là sâu vẽ bùa, hai là bệnh vi khuẩn, bệnh gọi là bệnh ghẻ do vi khuẩn gây ra. Đấy, loét, bệnh loét chứ không phải ghẻ, bệnh loét do vi khuẩn gây ra. Thế thì để giải quyết hai cái bệnh này trong cái giai đoạn mà kiến thiết cơ bản thì bà con cần lưu ý cho chúng tôi mấy cái biện pháp như thế này. Thứ nhất là trong cái vườn kiến thiết cơ bản thông thường thì bao giờ cũng có nhiều cỏ dại, thì bà con nên dùng cái biện pháp mà máy mini cắt cỏ mini, chúng ta cắt cái cỏ dại đi, không dùng thuốc trừ cỏ nhé, không dùng thuốc trừ cỏ trong khi chúng ta đã có cây cối ở trong vườn rồi. Thế và cái cỏ đấy thì chúng ta tấp vào cái vùng gốc của cái cây có múi của chúng ta để nó giảm cái bớt cái ẩm độ thì nó sẽ đỡ các cái bệnh về nấm về vi khuẩn. Cái thứ hai nữa ấy là trong cái giai đoạn kiến thiết cơ bản thì bà con thường hay dùng cái phân cái hạt đậu tương hoặc hạt ngô hoặc là phân cá, chúng ta ngâm ủ xong chúng ta tưới, thì đấy là cái biện pháp mà bón tốt nhất cho cái cây có múi mà còn ở cái giai đoạn kiến thiết cơ bản, chứ chúng ta không dùng nhiều phân hóa học quá đấy. Thì
Thế thì nên là, và kết hợp với cái biện pháp là hàng quý, hàng năm chúng ta đều phải tỉa cành tạo tán để cây có một cái bộ tán khỏe mạnh và bộ tán có cái hình ô, thì đấy là cái cây có cái hình vóc lý tưởng. Thế còn đối với sâu vẽ bùa thì bao giờ nó cũng gây hại vào cái giai đoạn cây mới ra lộc thì sâu vẽ bùa đến ngay và gây hại. Và cái gây hại đó nó sẽ làm quăn cái lá non. Đấy, cho nên buộc chúng ta phải trừ cái sâu vẽ bùa vào cái giai đoạn mà cây mới ra lộc. Đó là sử dụng các cái thuốc như sau: Abamectin, Emamectin hoặc là Azadirachtin hoặc là Indosacap. Một trong bốn cái thứ thuốc này chúng ta phun để trừ cái con sâu vẽ bùa. Nhưng mà lưu ý là mỗi một đợt lộc mới ra chúng ta đều phải phun, bởi vì cứ mỗi một đợt lộc mới là sâu vẽ bùa xuất hiện. Đấy, cho nên lưu ý như vậy. Còn với các cái bệnh vi khuẩn, bệnh loét vi khuẩn mà ở trên đốm, ở trên cái lá, các cái lá già đấy, chúng ta có thể dùng một trong các cái thuốc cộng đồng, chúng ta phun hai lần cho cây và cách nhau là 7 ngày để trừ cái bệnh loét vi khuẩn.